Món bó sạch lơ ấy một lần. Và khi tôi muốn thứ mà các bạn cần được sau khi đầu tư, đấy là tiền thực sự. Đó là sự bền vững, chứ không phải là lên nhanh rồi xuống. Và bạn sẽ mất chậm. Cái thì video ngày hôm nay tiếp nối.